Ba bệnh nhân là ngư dân tàu cá BTH97887TS. Sau khi cùng lặn sâu khoảng 10 đến 20 mét trong hơn 2 tiếng đồng hồ để bắt thủy sản, sau 1 giờ lên tàu, cả ba hoa mắt, chóng mặt, đau mỏi, tê bì tứ chi, khó thở nên được đưa vào bệnh xá đảo sinh tồn vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9. Kiếp quân y tại đảo sinh tồn hội chẩn telemedicine với Viện Y học Hải quân và Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng. Qua hội chẩn xác định hai người bị giảm áp mức độ vừa. Một người có tiến triển nặng bệnh giảm áp giờ thứ 22 do lặn sâu, đã có biến chứng suy hô hấp, có nguy cơ tổn thương tủy, thần kinh trung ương, đe dọa tính mạng, vượt quá khả năng điều trị của quân y đảo sinh tồn, đề nghị vận chuyển cấp cứu bằng trực thăng về đất liền kịp thời mới có khả năng cứu sống bệnh nhân.